Hạnh Cát Thánh, ngày 5 tháng 10 năm 2023. Trần Phước Marie Rose Durose, năm 1811 đến 1849. Trong khoảng thời gian 8 năm đầu của cuộc đời Trần Phước Marie Rose Durose, Gia Nã Đại chỉ có một giáo phận trải rộng từ Đông sang Tây. Số dân Công giáo lúc đó là nửa triệu và được thừa hưởng tự do tôn giáo cũng như quyền công dân từ Anh Quốc mới 44 năm trước đó. Khi Marie Rose được 29 tuổi, Đức Giám mục Ignay Bouzid làm Giám mục Montreal. Ngài là người có ảnh hưởng đến cuộc đời của Trần Phước Marie Rose. Đức Giám mục phải đối phó với vấn đề thiếu linh mục và nữ tu, phần lớn số dân quê không có học vấn. Cũng như các giám mục ở Hoa Kỳ, Ngài sục sạo khắp Âu Châu để tìm sự giúp đỡ và chính Ngài thành lập 4 tu hội, một trong những tu hội ấy là các nữ tu của danh thánh Giêsu và Maria. Nữ tu đầu tiên và cũng là vị sáng lập là Marie Rose. Marie Rose sinh năm 1811 tại một ngôi làng nhỏ bé gần Montreal và là người con thứ 10 trong gia đình 11 người con. Ngài được giáo dục kỹ lưỡng và tinh nghịch như con trai. Biết cưỡi ngựa và cũng có thể dễ dàng lập gia đình. Khi lên 16 tuổi, Ngài cảm thấy muốn đi tu nhưng buộc phải từ bỏ ý định này vì thể chất yếu ớt. Lúc 18 tuổi, mẹ Ngài từ trần. Người anh linh mục của Ngài mời người cha và em mình đến sống trong giáo xứ của linh mục ở Bilaay, không xa Montreal là bao. Trong 13 năm, Marie Rose phục vụ như một người quản gia, người chủ nhà và là nhân viên của giáo xứ. Ngài nổi tiếng vì sự tử tế, hay giúp đỡ tế nhị và giỏi lãnh đạo. Quả thật, Ngài được gọi là vị thánh của Bilaay khi còn trẻ. Marie Rose thường hy vọng là một ngày nào đó sẽ có tu hội của các sơ chuyên lo việc giáo dục trong mỗi giáo xứ, không ngờ chính Ngài lại thành lập một cộng đồng như vậy. Cha linh hướng của Ngài, cha Pietermann O.M.I., sau khi tỉ mỉ và khắt khe hướng dẫn tinh thần của Ngài, đã khuyên Ngài thành lập một tu hội. Đức Giám mục Bouzid tán thành, nhưng sơ Marie Rose chùn bước trước viễn ảnh đó. Chưa một phụ nữ Gia Nã Đại nào dám làm điều như vậy. Ngài thì yếu ớt, trong khi cha và anh Ngài đang cần đến sự giúp đỡ của Ngài, sau cùng Ngài đồng ý. Và với hai người bạn, Melody Dufresne và Henriette Serrer, di chuyển đến một căn nhà nhỏ ở Longueuil, đối diện với Montreal qua con sông St. Lawrence. Cùng với họ là 13 thiếu nữ đã sẵn sàng vào nội trú. Từ từ tu hội phát triển đến Bethlehem, Nazareth và Gethsemane. Lúc ấy Marie Rose 32 tuổi và chỉ còn sống thêm có 6 năm nữa, đó là những năm ngập tràn thử thách, khó khăn, đau yếu và nhiều điều vu cáo. Những đức tính mà Ngài ấp ủ trong thời gian ẩn dật đã lộ ra một ý chí mạnh mẽ, thông minh và có lương tri. Từ đó, phát sinh một tu hội có tầm vóc quốc tế gồm các nữ tu tận hiến cho việc giáo dục đức tin. Ngài khắt khe với chính bản thân và cũng thật nghiêm khắc đối với các sơ trong dòng nếu dựa theo tiêu chuẩn ngày nay. Bên trong tất cả những điều ấy, dĩ nhiên, là điều phổ thông đối với các thánh. Một tình yêu không lay chuyển dành cho Đức Kitô trên thập giá. Vào lúc lâm chung, lời cầu nguyện mà người ta thường nghe Ngài thầm thĩ là Giêsu, Maria, Giuse. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, con yêu Chúa. Xin Chúa ở với con. Trước khi chết, Ngài mỉm cười và nói với các nữ tu, lời cầu xin của các chị đã giữ tôi ở đây, hãy để tôi đi. Lời bàn, ba đặc tính Kitô giáo luôn luôn đi với nhau là cầu nguyện, hãm mình và bác ái. Trong thời đại ngày nay, chúng ta thấy có những người nỗ lực sống bác ái, thực sự lưu tâm đến người nghèo. Biết bao Kitô hữu đã cảm nghiệm được một hình thức cầu nguyện chân thành. Nhưng còn hãm mình thì sao? Chúng ta bối rối khi nghe thấy những hình thức hãm mình ghê gớm của các thánh như Marie Rose. Dĩ nhiên, không phải ai ai cũng được như vậy. Nhưng hấp lực của một nền văn hóa vật chất dẫn đến việc hưởng thụ và tiêu khiển thì không thể nào cưỡng chống được nếu không có một hình thức nào đó của sự chủ tâm và tiết chế vì Đức Kitô. Đó là một tiến trình trong việc đáp lời mời gọi của Đức Kitô để sám hối và thực sự quay về với Thiên Chúa. Lời trích, đối với các nữ tu rời bỏ đời sống tu trì, Trần Phước Marie Rose viết. Đừng bắt chước những người mà sau khi một vài tháng sống trong nhà dòng, họ ăn mặc thật khác biệt, nhiều khi lố bịch. Các bạn trở về với tình trạng thế tục. Lời khuyên của tôi là, hãy sống như những ngày ở trong dòng, dù có ở xa đi nữa.